nhất tụng Nam Mô. Nghe đạo tiên tâm này là chữ thiền bát nhã, để mà mình theo, mình được đi trở về. Trong những cái giờ phút mà trên thế giới đang đảo điên kiểu này, thì mình nắm được cái phao, mình leo lên được chiếc thuyền, là mình vừa có cuộc sống an bình, chờ đến Phật Di Lặc xuất hiện. Cái này chưa tính nữa, trong năm con bài á, cái thái tử thì kiểu thừa nhận có rồi đó, là cái bài ngựa rồi. Còn con bài ốp là Phật Di Lặc thì phải chờ Đức Thầy Lật nha. Minh Dương gì đó là phải chờ Đức Thầy Lật nha. Còn với cái ông nội đó, ổng bắt lỗi câu là câu gì ta, mình chỉ đọc sấm cơ thiên hạ tác cùng phong á, đừng nóng nảy sân si hư việt, phải đợi thời vô kiệt hồi quy. Thì cái chữ kiệt là viết bằng ca. Ổng nói có nhiều người phân tích mỗi người mỗi kiểu, thì cái đó cũng là chờ Đức Thầy Lật. Là từ đầu mình họ nói là cái này trùng tên, phải không? Rồi thêm vua gì đó, thì đó là để chờ Đức Thầy Lật bốn bài còn lại. Còn giờ mình chỉ biết cái cây đầu tiên mình lật lên là cái bài kính thiên số 2 là thiệt, à, 100% triệu đó. Còn bốn cái bài up thì phải chờ. Cho nên cái này lòng từ bi của mình muốn nhắn gửi tất cả các vị xa gần, có nói gì cũng phải chừa có một ngày diện kiến Đức Thầy á.